David phải ăn lẹ, chị hai David sắp về. Cái con đó nó ham ăn lắm, nó thấy nó chửi nữa. David ít ăn đồ ăn Việt Nam á, mà David sẽ ăn phở. Ngon tới mẹ luôn. Đụng, đụng mẹ nó ra. Má mọi người, bữa đây David ăn thử mắng cầu. Cái trái này gì của David cho á, ở ngoài sao bà trồng cây mắng cầu trái bự khủng lồ vậy nè. Bà cho kiểu này nè, dập thấy mẹ luôn, chút béo à. Thiên hạ thì bà cho mấy trái lớn, mà người ở trong nhà bà cho kiểu này nè. David tính không lấy rồi, mà lấy bỏ ghét, cho nên David đớp luôn. Anyways, David sẽ thử, chắc thúi luôn này. David thử nè. Họ không à. Đồ má, cũng ngon á, ngọt. Cái dao này hôi hành quá à. Ngon, ngon. Mà chửi là đúng rồi. Má mọi người, David mua con chó này về để giữ nhà nè. Mà nó không biết giữ nhà cái con mẹ gì hết. Người lạ lại nó đi hửi hán liếm chân không à. Có lần nó cắn cái bóp LV của mẹ của David. Hơn cái bóp đó giả chứ mẹ luôn. Bà mua ở đâu á, không biết lụm ở đâu á. Mà hơn giả, thiệt là thua luôn rồi á. Có lần ba của David đi nhậu về á, ổng xỉn quá, ổng vô nhà, cái con này nó cắn đít ổng. Trời đất quỷ ơi, chó nuôi ở nhà mà cắn người trong nhà. Mà người lạ thì ổng không biết sủa luôn, mắc mệt luôn á. Chó vậy mà nuôi cái gì? Cái con này nè, địch mẹ mất hết nè. Mày nhìn cái gì á? Đụng mẹ mày liếm lưỡi, mày muốn ăn tao hả? David mua nó vậy để bắt chuột mà đụng mẹ gà mình nuôi ở nhà nó cắn gà của David. Trời đất quỷ ơi, gà nhà mình nuôi mà nó cắn chết. Chó sống ở Mỹ sướng thế mẹ luôn. Tối ngày ngủ ăn không mà ăn thì ăn đồ ăn sang chứ. Ngủ là bắt phải đắp mền, không chịu ngủ dưới đất. Đụng má mọi người, bữa đây David đau lòng quá à. Ba của David nấu thịt kho, chết mẹ rồi, chắc nguyên tháng này phải ăn thịt kho nữa. Đụng mẹ con gà, nó có gái dụng nó vô nồi. Bây giờ mày muốn ăn cái gì? Bún riêu. Bún riêu hả? Uh-huh. Kệ mẹ mày, ăn hết cái nồi thịt kho đi. Trời ơi, ông gài tôi. Bây giờ ông muốn gì? Thì bây giờ chừng ăn hết thịt kho đi rồi nấu bún riêu. Ông ác. Má mọi người, bữa đây David ăn cua sống. David sợ quá, David không biết ăn đồ ăn sống. Đụng mẹ. Nó hơi tanh á. Nó thẩm thẩm giống như Fuji. Để David ăn thử với cơm. Nè, bóp nó ra nè, cua sống nè. Đụng mẹ. Nó lạ quá, không biết ăn. Nó tanh quá. Mọi người, nó tanh quá, David không biết ăn, xin lỗi. Má mọi người, bữa đây David ăn thử cái star fruit. Cái này neighbor của David cho á. Cái con quỷ đó cho một trái thôi. Ở ngoài sao cây đặt trái luôn. Nó cho một trái thôi. Đụng mẹ, vậy mà cho chi vậy? Mày giữ luôn đi, mày ăn luôn đi. Bữa nào David leo qua thằng gạo lấy mấy trái nữa. Nó đi làm á, leo qua. Chết mẹ. Quên cái con đó nó nuôi chó bự khủng lồ luôn. Lỡ leo qua con chó cắn thấy mẹ luôn. Một lần ba của David á, đang hát karaoke á, cái con đó nó gọi cảnh sát. Từ đó là David thù nó luôn. Ồ, dễ thương quá à. Để David thử. Ngon. Đụng má. David phải leo qua thằng giàu nó. Đụng má, bữa đây David nấu đồ ăn nè. David biết nấu đồ ăn nè. David tập thể dục nè. David full time Instagram baddie. Muốn gì nữa? Trời đất quỷ thôi. Who want me? Ai muốn tao? Nhiều người shock để thấy là David biết nói tiếng Việt cơ. Mà even though David sinh đẻ ở Mỹ á, từ nhỏ tới lớn là bà ngoại nuôi, David nói tiếng Việt là maybe not the best, but so sánh với mấy cái đứa mà Việt Nam mà sinh đẻ ở Mỹ á, là David nói cũng hay lắm. Thế nhiều người hỏi David có bị đi Việt Nam chưa? And David có đi Việt Nam một lần mà hồi đó David lớn nít. Tại vì hồi đó nhỏ quá, không có really được experience nhiều đâu. Cho nên, cho nào David có tiền thì David đi Việt Nam and then I can meet you guys. Ông má mọi người, bữa đây David với cousin chơi với slime. Ok, đưa tao. Cái đó là gì? Rice cake. Mình có cái rice cake slime. Đụng mẹ. Nó hửi như bounce that ass. Hửi không? Trời đất ơi.
Who you bounce that ass, huh? Mm. Next. Bunny ice cream. Bunny ice cream. Bah, man. You mixed it? Wrong cat, man. Cái con quỷ này. Mmm. Cái này thơm lắm mọi người. Ok, tôi sẽ poke cho mọi người nha. Oh yeah. Mmm. Cái này thơm muốn ăn luôn á. Được cái đó thử, được cái đó. Yes. Yeah. Trời ơi. Du làm cái này hả? Nhìn thấy ghê vậy. Hửi như địch vậy. Hửi như nước mắm vậy. Nhìn. Muốn gì? Muốn gì cũng được. Bây giờ tôi mới sáng thức dậy đang ăn mà kiếm chuyện này. Ba kiếm chuyện vậy hả? Yes. Kiếm chuyện. Yes. Là... Trời, chửi cho mọi người nghe nha. Ừ. Đó, bà mọi người thấy không? Bà chửi tôi á. Ừ. Tôi đó đụng chạm gì bà? Đó. Tôi đưa. Alright, sáng nay đi về ăn cơm. Đi về chỉ muốn ăn bằng miên nè. Mà mẹ cứ đi về ra cái kiếm chuyện ngoài. Muốn sống là bình yên. Tao không có đụng tới bà. Cái mặt của David nhìn hơi lạ, tê đang bị dị ứng. Cái gì? Trời đất ơi! Tôi đang ăn! Đó. Đã có chiến chuyện nè. Ăn ở đây cũng không yên nữa. Yeah. No more. Đúng má mọi người, bữa nay David ăn Burger King. David không really thích ăn Burger King. Cái con quỷ chị hai của tao á đòi ăn Burger King. Cái con đó nó thích ăn Burger King lắm. Mà David thì không hảo. Mà bây giờ David làm cái account này là để nói tiếng Việt. Tại thấy là nhiều người hỏi David có biết nói tiếng Việt không? Cái này là cái Double Whopper mà tôi order thêm cái patty tại vì tôi tập thể dục cho nên cần thêm protein. Alright, cheers. Tổng má, tao đã biết rồi. Nó khô quá, nước không nổi luôn. Mà ăn cũng được. Gấp thì cũng được. Cái này khô thế mẹ luôn. Hồi sáng đi về ăn bún riêu á. Mẹ đi về ba ưa làm bún riêu lắm. Bà làm đóng món luôn mà chỉ cái món đó là ăn cũng được thôi. Mà lần này bà làm cũng ok. Mấy lần trước ngon hơn. David hơi bệnh trên cái tiếng đó, nó hơi lạ lạ mà hiện nghe mẹ của tao lải nhải ngoài sau á. Đừng lo, bán nhiều chuyện lắm. Tối ngày bán nhiều chuyện rồi. Bán nói chuyện trên phone tối ngày luôn. Má mọi người, nhiều người hỏi tại sao David không ăn cơm mẹ nấu. Mà David không muốn nói ra, David giữ trong lòng. Mà thiệt là mẹ của David bà không biết nấu cơm. Cứ ngại bà nấu cơm mà cái hộp cơm cứng thấy mẹ luôn. Cứng như cục đá, ăn gãy răng luôn á. Ăn cơm sống đau bụng thấy mẹ luôn. Chạy vô cầu tiêu không kịp nữa, ỉa chảy muốn tạt lên tường luôn á, đụng mẹ. Mà có ngày thì bà nấu cơm nhão thấy mẹ luôn. Mở ra nồi cơm không biết cơm hay là cháo nữa. Mẹ của David không biết nấu cơm. Mà bà biết nhiều chuyện. Bà biết nhiều chuyện lắm. Bà nhiều chuyện thấy mẹ luôn á, bà trên điện thoại từ sáng tới chiều luôn á. Không biết bà móc chuyện ra lỗ đích bà hỡi gì mà bà nói từ sáng tới chiều luôn á. Nhiều chuyện hơn việc làm nữa mà tối ngày bà than bà nói bà mệt. Mà bà đâu có đi làm đâu, tối ngày bà nằm bẹp đó, bà chơi cái iPad tối ngày luôn. Mệt cái gì? Không cần coi tin tức, không cần đọc báo. Mẹ đi về biết cái gì là bà sẽ đồn. Bà sẽ đồn. Bà mà nghe cái gì á là ngày mai nguyên nước Việt Nam, nguyên nước Mỹ cũng nghe luôn. Trời đất quỷ ơi, đi về không sợ bà. David sợ cái miệng của bà.
Má mọi người, bữa nay David bực mình lắm, muốn đứt tim luôn á. Bữa nay David thăm bà ngoại của David, David còn đi mua cho bà tô phở nữa. Tới nhà bà chưa kịp bấm chuông, chưa kịp bước chân vô nhà, chưa kịp chào nữa là bị chửi rồi. Vừa tới đó bà nói xóa TikTok đi. Trời đất quỷ ơi, sao bà ngoại của David biết TikTok là cái gì vậy? Ai gài David vậy? Ai mét vậy? Tao không biết má nào ông nội bà nội nào mà gánh mà đồn tới tay của bà. Địch mẹ nó, David còn tiễn mẹ của David đồn nữa. Mà mâu gì đà Phật, bà không biết dùng TikTok, bà không biết dùng điện thoại, mà bé biết nhiều chuyện, mà hên không phải bà. Bà ngoại của David bắt David phải xóa TikTok. Bà đang nhai David mà bài đặt không biết cô gì, bà xiết cái mỏi vô, ai mượn họ. Xóa mỏi vô lãi nhãi, trời đất quỷ ơi. David đau lòng lắm. Bà nuôi David từ nhỏ tới lớn mà bà xây mặt vậy á. David không ngờ gặp cảnh này, địch mẹ nó. Thiên hạ là binh lẻ lắm, mà người ở trong nhà thì không có đâu. Trang nước đã đổ xuống là không bị múc lên lại đầy nữa. Bên đây nó bị đổ rồi, đổ mẹ. Bà vừa đớp cái tô phở David mua, David giật lại liền, David chạy dây liền. David còn hỏi bà bây giờ bà muốn gì. Cãi với bà mà đói bụng thấy mẹ luôn á, David đang nấu tô phở nè. Má mọi người, với đây David ăn thử đồ ngọt của Việt Nam. David phải ăn lẹ, gia đình của David sẽ ăn đồ ngọt lắm. Mẹ của David cái tướng ba bự như trâu vậy á, mà bà tiểu đường nữa, mà bà ăn đường như quỷ vậy á. Tối ngày bà ăn yến, bà nói bà sổ phao. Ăn yến cái gì, làm biến thì có chứ. Cái con quỷ chị hai của David á, cái con đã súng găng sâu ăn muốn hết găng luôn á. Mà nó thấy đường rồi nó giọng à, ham ăn hớp uống dễ sợ á. Mà đi mua cái này gặp cái bà đang tính tiền nữa. Biết bà nói gì không, con đẹp trai quá mà sao con lùn quá vậy. Địch mẹ nó, bả hơn bả già á, thôi là kêu bả ra ngoài rồi á. David không có dẫn chơi mấy cái đó đâu. David thử bánh da lợn. Đụng mẹ nó ngon quá à. Nó dai mà nó không có ngọt quá. David không biết cái nhân này là cái gì mà nó ngon. Bây giờ David thử xôi. Mẹ của David thử làm xôi rồi á. Bả làm xôi cứng thấy mẹ luôn. Bả không biết nấu đồ ăn. Bây giờ David thử xôi. Đồ ngọt của Mỹ á, ngọt như đường vậy á, mà của Việt Nam nó vừa ăn. Má mọi người, bữa đây David ăn thử mấy cái đồ mà David trồng. Cái này là cái chanh ngọt, cái này là trái lần đầu tiên David trồng cái cây này cả năm rồi. Cái ông mà bán cây này nói chanh này ngọt lắm. Mời mọi người nè, chanh ngọt nè. Đụng má, David bị gạt rồi. Chua muốn té đái luôn á, chua tới cái lỗ đét luôn á. Chua mà cái kiểu cái nách nó ngứa luôn á. Đụng mẹ, chanh ngọt cái gì? Cây này phải đốn rồi. David trồng ớt Mỹ cho nên chắc nó không cay dữ. Đụng mẹ. Mọi người, nó không cay dữ. Cái ớt đó nó ngọt lắm. Cái ớt đó nó không cay gì hết. Đụng mẹ, ai gọi cảnh sát? Nó cay thấy mẹ luôn á. David trồng cái đậu này cả năm rồi, chỉ có được 3 cái à. Không đủ nấu nồi canh luôn á. Anyways, David ăn thử. Nó ngọt mà nó giòn. Cái đậu trong đây nè, dễ thương quá. Tính xào mà có 3 miếng làm gì xào đắt gì. Má mọi người, bữa đây đi về ăn Chick-fil-A. Nghe không? Nghe không? Ngày thường cũng nhậu hát karaoke ồn thấy mẹ luôn. Nghe không? Nghe không? Hát gì dở thấy mẹ luôn. Ba của David khó nhờ thấy mẹ luôn. Nhậu thì ổng lẹ lắm. Mà hỏi phụ gì trong nhà thì không có. Trước khi ngày thường mà hát vậy á, David gọi cảnh sát luôn. Hát hay thì không có nói, mà hát dở thấy mẹ hát chi. Dẹp luôn đi. Dẹp luôn. Ba của David tối ngày nhậu hát karaoke, ngày thường cũng nhậu. Đụng mẹ, bởi vì hàng xóm nó không thù sao được. Mắc mỡ luôn á. Giờ này hàng xóm đang ngủ mà hát ồn ào vậy á. Muốn ăn cơm yên được nữa. David tức lắm. Mà cái này ngon quá, David không thèm tức. Nhỏ tới lớn là David ít ăn đồ ăn Việt Nam lắm. David quen ăn đồ ăn Mỹ rồi. Cho nên mọi người comment mấy cái đồ ăn Việt Nam mà muốn David thử. Má mọi người, bữa đây David đau lòng quá. Ba của David nấu thịt kho nữa. Nguyên tháng này phải ăn thịt kho nữa. Mày ăn hết cái nồi đó cho tao. Mọi người thấy không? Thấy không? Ông ác dễ sợ á. Ông ác mà ông ác không vừa luôn á. Mọi người, ông đẩy David tới đường cùng rồi. Đường cùng chứ con mẹ gì. Bây giờ ông muốn gì? Tôi ăn cô không yên nữa. Ăn cô không yên nữa. Cái này là ông ép rồi. Ông ép tôi ăn. Mày đừng có đưa lên mạng nha. Tôi đưa á. Tôi đưa ông lên á. Tôi phải đưa lên cho mọi người thấy. Người cha kiểu này á. David về thấy cái nồi thịt kho muốn xiển niễn luôn á. Đụng mẹ. Ai nấu cơm này vậy?
chưa chín cứng thấy mẹ luôn. Ngày nào ổng cũng nhậu hết mà ổng xỉn thấy mẹ ổng nấu cơm chưa chín luôn. Coi nè, ổng nấu mấy ngày đen thùi lùi không biết cục thịt hay là cục than vậy á. Bở ghẹt à. Đụng mẹ mọi người đi đây về ăn thử. Nấu cái trứng này cả ngày nó đen thùi lùi luôn nè. Ăn cũng được.